Ở bên nó nghiêm lắm, chứ không phải như Hàn Quốc với chị. Bên 2 tuần. Hàn Quốc với chị đang lần lại. Cứ tính ăn bô gặp đi, bô hấp đĩa chứ không. Ăn thử lại đấy đó. Cái đó là không vượt. Cái nó không vượt được, nước nó không nhằm vượt. Thế vượt được, nước thì nho, thân con ly nghiêm lắm. Con ly nghiêm lắm. Chú Ngọc làm đây nhà máy máy rồi à? Tại là Ngọc tại Hàn Quốc thôi nhỉ? Cái máy à? Tại Hàn à? Hàn thì sao chứ có vượt mà mắn được. Hàn bên nó thất nghiệp đấy. Nó thất nghiệp đấy. Thả nó chạy đi Nhật. Nhật đây nơi quá. Đưa dừ răng. Răng quay lại Đài Loan nè. Bố. Đây nào? Nó nhìn thấp lương. Cái bên Hàn hết xu là mày thất nghiệp đấy. Tiền vẫn có giá tỷ mày. Mình bao nhiêu nữa? Đây là 50.000. 100 con rồi. 90 mày có điều. 100. Ừ. Có dám ăn. Mình sợ bô tiền ăn đi nhé mà. Cái phán căng đi chứ. Ăn hết cái đồ. Em phải đến nơi. Cái nước cơm này. Cái hầm đi hầm gọi là cùng có bữa đồ. Cùng ăn là ăn ngon rồi. Nó bình thường. Đồ nhiều bữa rồi. Bắt vào nó mà mình trong bếp ở vuông tu mình cùng đồ ăn ăn để cái khu chi có bà cha nho thì rồi trái cây gì là khách đi thì dọn nhai đi là dọn đó nhai ăn ọt một khu cật thu sáng chanh này sáng lầm thứ đó tu chặt cưng luôn tiền mua ra mà nhiều đó biệt thứ đó thờ thì cuốn thân để ăn đưa mua ăn bánh gì đâu bao nhiêu có bao nhiêu tỉnh này được cái dứa một cái tu to bự mà chắc cưng toàn là đồ ăn con nít như này thế chỉ đường sáu là đi SH đúng không đi SH hơn lâu rồi mua ba toàn mua lâu rồi kia làm chi bốc làm gai à cặp thì thằng nó có ô tô cái tay những tay nữa thì làm gai mới có rồi đẹp chứ đẹp nghiền đi qua người nước quá thật cây bồ là mấy cái mà cao nhưng mà lại chỉ có làm gai mới được cái gì đúng rồi cặp cái thằng muốn mà chưa có vợ mà khổ khổ hẳn dây cặp thôi đứa có hoa làm cặp cục bạc như nó thẳng đây nè cô tô về được về ở suốt này cái đêm chạy SH chưa hai cái thằng bị về được thờ đó sao không đang đi ô tô ngủ còn SH đó mình biết con hưởng cưỡng con hưởng cưỡng mà nó siêu sao và con đi được mình biết con hưởng cưỡng tù đó bắt ly luôn ăn ca đi đã ăn một cái cây được không ăn cái bò thì ăn cái tây đọt bắt phải giọt đắng mắt mình chèn nó phải mẹ chồng nên bóc được lọt ăn mà đi vô đi đi chỗ buồn 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 rồi không buồn rồi bồi bác mất không buồn vô thật mà đâu có cài cũng ăn vô đủ dài bốn con ăn cay cho buồn con ăn cay tùy theo thu nhập mà nên là chỗ đắp cưới thì mới đẩy của em mệt ầm thật mấy là con bình nhắn lãnh mời ta bình cho đến nó vừng với nó mời làm không cách mà là bình nốt bình biên quên đi nó thấp là bạn Vân Bình hướng đi quy hoạch bắt đầu nó hết rồi thì mới sâu được bữa ăn khiếp ở
Cầm bắn được quá hết. Đừng có bắn nữa, đừng có mua nữa, mua thì cất.